Hết kêu cát rồi an nguy làm loạn, nhà sản xuất tức điên tố ngược, mồ hôi nước mắt cả trăm người, giờ đổ bể. Xung quanh nghi án Cát Phượng dàn dựng chuyện Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau để quảng bá cho phim Chú ơi đừng lấy mẹ con sắp ra rạp, nhà sản xuất bộ phim này đã chính thức lên tiếng. Những ngày qua, dư luận xôn xao về nghi án Cát Phượng là người đứng ra đạo diễn chuyện Kiều Minh Tuấn An Nguy yêu nhau để PR cho phim. Trước thông tin này, nhà sản xuất đã lên tiếng phản hồi. Cả ngày 14 tháng 8 2018 đến ngày 15 tháng 9 2018 là 20 giờ 5 ngày sau khi đọc những bài báo viết về Kiều Minh Tuấn, An Nguy, Cát Phượng rồi đến những bài viết đồi tẩy chay phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Nhà sản xuất Dung Bình Dương cảm thấy rất sốc, rất đau và rất bức xúc về các thông tin xấu mà một số báo đã đăng tin. Tôi xin có ý kiến như sau, chuyện tình cảm riêng của Kiều Minh Tuấn và An Nguy là chuyện riêng của cá nhân hay diễn viên. Việc họ yêu hay không yêu thì không hề liên quan đến đạo diễn và nhà sản xuất. Nhà sản xuất Dung Bình Dương cũng chưa bao giờ biết ủng hộ hay đồng tình kết hợp những diễn viên này để làm chiêu trò PR cho phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Bằng chứng là trước khi xảy ra thông tin này thì fanpage phim Chú ơi đừng lấy mẹ con rất nhiều lượt theo dõi và rất hot. Vì vậy, việc một số báo lợi dụng việc riêng tư của hai diễn viên này và viết bài với tựa đề tẩy chay phim là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, đồng thời gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín danh dự của nhà sản xuất lẫn doanh thu bộ phim. Bắt buộc nhà sản xuất phải nhờ cơ quan pháp luật hoặc tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi chính án của nhà sản xuất phim khi nhà sản xuất bị ném đá một cách vô lý. Một số báo đưa tin diễn viên Cát Phượng góp vốn đầu tư bộ phim này. Tôi khẳng định phim này do tôi là nhà sản xuất Dung Bình Dương đã đầu tư 100% vốn sản xuất. Thông tin Cát Phượng góp vốn là sai sự thật 100%. Phim Chú ơi đừng lấy mẹ con là một bộ phim tình cảm gia đình thiếu nhi đặc sắc, hài hước, tâm lý vui nhộn, dành cho độ tuổi từ thiếu nhi, thanh thiếu niên cho đến mọi lứa tuổi trong gia đình. Cục điện ảnh đã cấp giấy phép phát hành không giới hạn độ tuổi đến rạp. Tôi cùng đoàn thể ekip đoàn làm phim 100 người đã vượt qua biết bao khó khăn, gần 80% cảnh quay đêm mà có một số diễn viên là trẻ em cũng vì nghệ thuật mà đã liên tiếp thức trắng đêm. Cả đoàn phim đã đóng góp rất nhiều chất xám và sức khỏe cho bộ phim này, mục đích cống hiến đến khán giả một tác phẩm nghệ thuật chân chính, một món ăn tinh thần có ý nghĩa nhằm góp phần nhỏ vào việc phát triển nền điện ảnh nước nhà. Vì thế, nhà sản xuất cùng đạo diễn khẳng định không bao giờ dùng chiêu trò PR để đi ngược lại chính mình như báo chí đưa tin. Tôi tin rằng đến 21 tháng 9 2018, khi các bạn xem xong phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, lúc đó mọi thắc mắc của các bạn về Kiều Minh Tuấn và An Nguy sẽ giải tỏa và các bạn sẽ đồng cảm yêu quý đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng nhà sản xuất Dung Bình Dương nhiều hơn nữa, nhà sản xuất thông báo. Cách đây không lâu, hai diễn viên An Nguy và Kiều Minh Tuấn đột nhiên lên tiếng thừa nhận có những rung động với nhau sau khi đóng cùng phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Sau đó mọi người đặt nghi vấn đây là chiêu PR vì phim sắp ra mắt, đồng thời kéo Cát Phượng là bạn gái của Kiều Minh Tuấn vào câu chuyện này. Thậm chí có thông tin chính nữ nghệ sĩ là người đứng phía sau đạo diễn câu chuyện này. Và dù Cát Phượng đã lên tiếng thanh minh, nhưng dư luận vẫn phản ứng và kêu gọi tẩy chay phim cùng ba người liên quan. Tại sao chỉ có mỗi An Nguy bị gọi là con giáp thứ 13 sau khi thừa nhận tình cảm với Kiều Minh Tuấn? Câu chuyện nổi bật nhất ngày hôm nay chính là việc An Nguy thừa nhận tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau khi cả hai ghi hình bộ phim điện ảnh Chú ơi đừng lấy mẹ con của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Trên thực tế, tin đồn đã bắt đầu dấy lên vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 với những hình ảnh thân mật hơn cả mức tình bạn, tình đồng nghiệp của hai người, sau đó là những chia sẻ đầy ẩn ý trên Instagram, mạng xã hội. Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn vốn được nhiều người ngưỡng mộ ngoài khả năng diễn xuất, còn có chuyện tình đẹp với đàn chị Cát Phượng trong nhiều năm qua, luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Cặp đôi này tạo nhiều niềm tin hơn cho công chúng về một chuyện tình showbiz không thị phi. Đồng thời, Kiều Minh Tuấn ghi điểm với cả con trai riêng của người yêu. Thậm chí gần đây, cả hai đã úp mở về tờ giấy hôn thú, chứng nhận tình cảm sâu đậm của mình. Trong một bài phỏng vấn vào sáng 14 tháng 9, khi An Nguy khẳng định bản thân mình đã phát sinh tình cảm với bạn diễn, theo đó, tình cảm ban đầu chỉ là cảm xúc giữa hai nhân vật dành cho nhau trong thời gian quay phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Tuy nhiên, càng về sau, nó thoát ra và bước vào đời thật, khiến cô trở nên ám ảnh, nhận ra mình đã yêu Kiều Minh Tuấn. Lo lắng trước phản ứng của mọi người vì là kẻ che ngang cuộc tình của anh và đàn chị Cát Phượng, nữ vlogger An Nguy đã rời Việt Nam trở về Mỹ để cân bằng cảm xúc. Thế nhưng khi quay lại Việt Nam để làm việc, gặp lại Kiều Minh Tuấn trong giai đoạn chuẩn bị quảng bá phim, tình cảm ấy đã ùa về.
Ngay sau bài phỏng vấn thẳng thắn, an nguy và bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề của công chúng. Ở phía tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, mọi người cho rằng đây là chiêu trò PR rẻ tiền, cũ rích, lạc hậu và chỉ làm mất hình ảnh của phim. Ngay sau đó, làn sóng tẩy chay đã dấy lên, kêu gọi khán giả không đến rạp ủng hộ những chiêu trò quảng bá dựa trên tình cảm của diễn viên. Còn về phía an nguy, nữ diễn viên liên tục bị cộng đồng mạng gọi bằng những danh xưng khó nghe như kẻ cướp chồng, giật bồ, con giáp thứ 13. Hình ảnh vốn đẹp của nữ vlogger ngày nào nay đã trở nên hoang ố sau lời xác nhận tình cảm của mình cùng với bạn diễn. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra cho sự việc này, rằng tại sao chỉ có mỗi an nguy hay khác hơn là phụ nữ lại bị gọi là con giáp thứ 13? Phải chăng người đàn ông không có lỗi trong chuyện này hay không đáng bị lên án? Trong câu chuyện của An Nguy và Kiều Minh Tuấn, sai lầm có thể nhận thấy là đến từ hai phía. Bản thân nam diễn viên Em Chưa 18 cũng đã nhận ra lỗi của mình, đã khiến bạn diễn quá nhập tâm với nhân vật và yêu mình ở ngoài đời thật. Trong chuyện này tôi mới là người có lỗi. Tôi có lỗi khi đã đưa bạn diễn vào một thế giới mà tôi xây dựng, khiến cô ấy không thể thoát ra. Nếu như An Nguy là một cô gái độc thân, có thể bất chấp tất cả để sống thật với cảm xúc của mình, thì Kiều Minh Tuấn nên là người tỉnh táo vì anh đã có một chốn đi về. Thế nhưng trong bài phỏng vấn, anh lại lấp lửng cảm xúc của mình, một mặt cho rằng hãy để mọi thứ tự nhiên, rằng nếu có là phim giả tình thật, thì tình thật ấy cũng phải thì tương lai, nhưng mặt khác lại bảo hiện tại hai chúng tôi ngoài đời vẫn yêu nhau. Nếu hỏi tôi còn cảm xúc với An không, tôi khẳng định vẫn là còn, tình cảm tôi dành cho An vẫn còn nhiều lắm, nếu không thật thì làm sao tôi dám nói. Thậm chí khi được hỏi về tình cảm với Cát Phượng, người đã ở bên anh bấy lâu nay, từ khi anh chưa nổi tiếng trong nghề diễn, Kiều Minh Tuấn lại phủ phàng cho rằng tình yêu ấy đang ít hơn tình thương, không chỉ có tình yêu của tôi mà còn có cả tình thương tình nghĩa lâu năm của tôi. Chắc chắn người ấy đang nắm giữ của tôi phần tình nghĩa rất nhiều. Nhiều năm bên nhau cùng vượt qua những lời ra tiếng vào dị nghị của những người xung quanh cho câu chuyện tình chị em lệch tuổi, cho mối quan hệ cha dượng con riêng của vợ. Ấy thế mà nam diễn viên của chúng ta lại kết luận là cảm xúc hiện tại mà anh dành cho Cát Phượng là tình nghĩa, tình thương và khẳng định tình yêu của mình với người bạn diễn chỉ quay cùng nhau một tháng và chưa đến nửa năm gần gũi nhau. Phim được bấm máy vào tháng 3, 2018. Trong cuộc sống, người đàn ông nên là chỗ dựa mang vác trên đôi vai của mình trọng trách bảo vệ tình yêu, bảo vệ người thương của mình. Thế nhưng trong tình yêu, lỗi lầm vẫn cứ hướng đến người phụ nữ như hoàn cảnh của An Nguy hiện giờ. Đúng sai với cô đã rõ, tình cảm thật sự của hai người chỉ có họ hiểu rõ nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ gọi An Nguy là kẻ thứ ba, con giáp thứ 13, mà vô tình phủ nhận sai lầm tội lỗi của Kiều Minh Tuấn thì quả thực có chút bất công. Trong câu chuyện ngoại tình, nếu cả hai người không muốn thì khó có thể diễn ra. Chính vì vậy, cả Kiều Minh Tuấn lẫn An Nguy cần chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình. Thực tế, công chúng vẫn mong đây vẫn là chiêu trò PR, để rồi đường ai nấy về sau khi kết thúc lịch trình quảng bá phim. Bởi vốn dĩ tình cảm 10 năm của Kiều Minh Tuấn Cát Phượng không đáng phải kết thúc như thế này, và An Nguy cũng không cần tiếc phải có vết nhơ trở thành con giáp thứ 13 như hiện tại. Chiêu thức tồi tệ và cái giá quá đắt phải trả của Kiều Minh Tuấn An Nguy. Quá khó để Kiều Minh Tuấn và An Nguy thoát ra khỏi vở diễn họ lựa chọn lần này, kể cả đó có là chiêu trò hay sự thật. Trong khi rất nhiều ý kiến vẫn nghiêng về khả năng chuyện tình bất ngờ của Kiều Minh Tuấn An Nguy chỉ là một kịch bản PR không hơn không kém. Vẫn có không ít người tin rằng sự thật không đơn giản vậy, bởi có rất nhiều điều khó lòng giải thích phía sau chuyện tình bão dông này. Nếu là PR, đây sẽ là một chiêu PR ngược. Quả thật có quá nhiều lý do để đám đông tin rằng đây chỉ là một chiêu thức PR cũ mềm. Thứ nhất, việc tin đồn tình cảm được dấy lên ngay tại thời điểm chuẩn bị công chiếu và kịch bản phim giả tình thật xưa như trái đất này vốn đã quen thuộc với khán giả phim ảnh Việt. Thứ hai, chuyện cặp đôi vô tình thổ lộ tình cảm trên kênh truyền thông bảo trợ cho bộ phim họ đóng cũng làm dấy lên mùi của những toan tính sắp đặt kỹ càng. Thứ ba, phản ứng trái chiều và nằm ngoài dự đoán của Cát Phượng cũng không hề giống với một người đàn bà bị phản bội. Trong khi ai cũng biết tính cách của Cát Phượng chưa bao giờ là người phụ nữ dịu dàng, biết kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng quả thật nếu đây là một đòn PR, cái hại của nó sẽ nhiều hơn xa những cái lợi nhỏ nhoi. Kiều Minh Tuấn, An Nguy đều không phải những gương mặt mới trong showbiz và liệu họ có ngốc nghếch tới mức không hiểu mình đang dấn thân vào rắc rối gì? Những điều khó lý giải trong câu chuyện tình cảm An Nguy, Kiều Minh Tuấn. Phản ứng bức xúc của khán giả trước chuyện tình của cặp đôi này là điều không hề khó đoán. Thói quen ném đá tẩy chay con giáp thứ 13 đã là truyền thống quen thuộc của cư dân mạng từ trước tới nay. Nếu là một chiêu thức PR, chỉ có thể kết luận đây là một chiêu PR tồi tệ.
bắt diễn viên đánh đổi hình ảnh uy tín tích lũy được cả chục năm trời để đổi lấy chút ít sự quan tâm của khán giả ư? Để lấy lại điều gì khi mà trào lưu tẩy chay bộ phim do cặp đôi này đang được nở rộ? Kiều Minh Tuấn đang là ngôi sao bạo chứng phòng vé, đang sở hữu hình ảnh soái ca showbiz cực kỳ đẹp đẽ long lanh. Nếu nói anh đồng ý làm theo kịch bản yêu đương này, một dấu hỏi to tướng sẽ được đặt ra cho khả năng tư duy của Kiều Minh Tuấn. Tương tự sự thông minh sắc sảo của An Nguy mất tích đâu rồi? Khi cô chấp nhận đánh đổi hình ảnh đẹp, thương hiệu quảng cáo được nhiều nhãn hàng ưu thích để lấy một ít quan tâm, trong khi tấm gương bị tẩy chay mạnh mẽ của nhiều sao Việt vẫn còn nguyên vẹn. Những điều khó hiểu trong chuyện tình đặc biệt này còn được kéo dài, từ chuyện phản ứng mập mờ của các Phượng, cho đến cách Kiều Minh Tuấn nói nước đôi về tình cảm của anh. Tới giờ này, những người trong showbiz lâu năm nhất chắc chắn cũng không dám khẳng định bất cứ điều gì về sự thật bởi chúng quá đỗi mù mờ. Vở diễn khó thoát vai của cả hai, Phượng biết cả Kiều Minh Tuấn, An Nguy đều là những mẫu người cá tính và có phần liều lĩnh trong tình cảm. Nhưng những mâu thuẫn đầy rẫy đặt ra trong chuyện tình yêu của họ vẫn khiến người ta rất khó lòng tin tưởng. Dù Kiều Minh Tuấn từng bỏ cả thời thanh xuân để yêu người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi, dù An Nguy từng không ngại ngần dư luận để đến với tình yêu đồng giới, nhưng bỏ cả sự nghiệp danh tiếng để đến với nhau sau chỉ một thời gian ngắn ngủi vẫn là điều quá khó trong showbiz Việt. Có điều là giả hay thật thì điều dễ hiểu nhất ở đây vẫn là chuyện họ rất khó thoát ra khỏi vai diễn đặc biệt. Là thật, hậu quả cả hai phải gánh chịu sẽ nặng nề gấp nhiều lần hiện tại, khi mọi thứ vẫn còn mịt mờ và chưa chắc chắn. Còn nếu chỉ là chiêu trò, e rằng mọi thứ cũng không tốt đẹp hơn là mấy. Phản ứng của đám đông có khi còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần khi biết tình cảm, sự quan tâm và lo lắng của mình bị coi như một trò đùa nhảm nhí câu view. Đến giờ phút này vẫn chưa có một kịch bản hoàn hảo dành cho cặp đôi này để thoát ra khỏi kịch bản rối rắm họ lựa chọn cho mình. Vai diễn này quá khó để kết lại với nụ cười dành cho tất cả.